Trong phần học này chúng ta sẽ tìm hiểu những cái lý do để mà chúng ta học lập trình web. Nếu như mà bạn lên mạng bạn search lý do học lập trình web chẳng hạn thì chắc chắn sẽ có những bài viết ví dụ như bài viết của tôi. Đấy. Thì có rất nhiều bài viết nhưng mà chắc là cũng copy bài của tôi hết thôi. Trong đó có liệt kê một số những cái lý do học lập trình web. Thì ở đây đã trình bày khá là kỹ rồi, cho nên tôi cũng không cần phải nói dài hơn, mà tôi muốn nói về một cái thắc mắc của một số bạn. Ví dụ có một số bạn thắc mắc là em có nên học lập trình web không, hoặc là em muốn học lập trình game hay lập trình web, bây giờ em phân vân giữa hai cái đấy, hoặc là em muốn lập trình ứng dụng thì có cần phải biết học lập trình web không. Thì cái câu trả lời của tôi là cho dù bạn muốn học lập trình game hay bạn muốn học lập trình ứng dụng, tức là lập trình app ấy, app cho mobile hoặc app cho desktop, thì bạn cũng đều nên biết học lập trình web. Nhất là khi mà bạn tự mình tạo ra một cái ứng dụng. Bởi vì bây giờ những cái app hoặc là những cái game nó đều có kết nối với server, mà muốn biết bản chất của những cái kết nối server đó thì cũng nên biết một chút kiến thức về học lập trình web. Hoặc là một số cái ngôn ngữ của lập trình web nó có thể từ những cái mã nguồn viết bằng JavaScript, là một ngôn ngữ lập trình web, nó có thể sinh ra được những cái app hoặc cả những cái game. Đấy là cái việc rất là quan trọng cho việc bạn, ví dụ như bạn muốn bảo vệ game của mình chống bị những cái người khác làm giống như bạn, hoặc là muốn download cái app hoặc cái game của bạn xuống rồi lại up lên để mà kiếm tiền. Đấy là một cái bí quyết. Cho nên bạn học mỗi lập trình web không, bạn cũng có thể kiếm tiền được mà không học lập trình về app hoặc lập trình game. Còn nếu như bạn mà nhảy sang học lập trình app hoặc lập trình game thì tôi khuyên là bạn học lập trình web cũng không thừa, vì thực ra nó cũng không phải là tốn thời gian lắm. Nhất là khi mà cái đấy nó phù hợp với lại cái khả năng của bạn thì bạn học không không, không hề thừa. Thế thì câu hỏi là ai phù hợp với việc học lập trình web và làm cái nghề lập trình web? Thì tất nhiên là những người mà thích máy tính có thể ngồi nhiều được, vì cái nghề ngồi lập trình web thì cũng như cái lập trình khác thôi, thì phải ngồi rất là nhiều. Thực ra mà nói thì bạn làm văn phòng thì cả bạn kế toán thì bạn cũng phải ngồi nhiều thôi, nhưng mà thường người lập trình thì cũng hay ví dụ ngồi về nhà cũng hay ngồi làm, thường là do đam mê thôi, chứ nếu chẳng ai bắt bạn phải làm cả. Thế thì đấy là một số cái tố chất nó phù hợp, thì bạn cứ thử. Nếu mà trong quá trình thử bạn thấy bạn có một chút năng khiếu chẳng hạn thì đó là cái việc tốt. Còn nếu mà chúng ta thử mà thấy rằng chúng ta không phù hợp thì chúng ta có thể chuyển, bởi vì cái thử này nó cũng không phải trả giá đắt gì cho bạn cả. Tôi thấy là rất nhiều đối tượng có thể học được lập trình web, từ những cái bạn học cấp 1, cấp 2 cho đến những bạn đang là sinh viên, rồi cả sinh viên khoa công nghệ thông tin lẫn sinh viên khoa không phải là công nghệ thông tin, hoặc là những bạn mà ví dụ đang làm về ngân hàng, bác sĩ hoặc là công nhân, họ vẫn học lập trình web. Mặc dù có thể mỗi người đạt tới một cái đẳng cấp, một cái trình độ khác nhau, nhưng mà chắc chắn là đều tiếp thu được một kiến thức, bởi vì có những cái phần kiến thức về lập trình web nó tương đối dễ hiểu mà bất kỳ ai cũng có thể hiểu được. Đấy, thì vấn đề là giống như toán ấy, thì có thể học toán mà đến giỏi cả vi phân tích phân thi đại học được 10 điểm thì khó, nhưng mà học toán mà đến mức cộng trừ nhân chia thì có lẽ ai cũng học được. Thì lập trình web cũng thế thôi. Nếu bạn muốn học lập trình web để mà bạn có thể tạo ra một trang web tầm như là trang học từ đầu.com chẳng hạn, thì tôi nghĩ là ai có thể học được, bởi vì làm ra một cái trang này nó quá đơn giản. Còn tất nhiên bạn muốn học đến mức mà làm ra một trang như là facebook.com thì lại là một cái vấn đề khác.